chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bếp Linh Nguyễn chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình cùng xem một cái món cá nha. Hôm nay là mình làm món cá sa ba nè. Ở đây mình có một cái con cá sa ba này là gần 1 kg luôn nha mọi người. Thì mình rửa sạch và mình khứa như vậy nè, để mà mình ướp cá nó thấm gia vị hơn nha. Gia vị mình gồm có nè, sả, chanh, tỏi, hành tím và hành lá, ngò rí. Các gia vị gồm có đường, muối, bột ngọt, tiêu, nước mắm, dầu ăn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ bầm sắc những cái hành tím và tỏi nè, và ớt luôn nha. Sả thì mình cũng chẻ ra cọng nhỏ để mà mình lót ở dưới cái đít dĩa đó, để mà mình để cá lên mình hấp nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắt sả nè. Mình chẻ những cọng sả ra như vậy là được rồi nha. Rồi sau đó mình cắt khoanh nè. Đó, mình cắt khoanh những cái hành tím nha. Rồi mình bầm nhuyễn một tí xíu cái phần hành tím, và sau đó mình bầm nhuyễn phần tỏi luôn nè. Rồi hành lá thì mình cũng cắt nha, cắt khúc khúc nha. Phần ớt thì mình cũng cắt sợi sợi để mà mình để lên trên cái bề mặt của cá nè. Rồi như vậy chanh á thì mình sắc khoanh nha. Rồi chanh mình sắc khoanh nhỏ nhỏ như vậy nè. Khoanh tròn tròn để mà mình sắp ở dưới đít một mớ là mình sắp lên phần cá để mình hấp nha. Tại vì hôm nay mình làm mà là cá hấp la hấp chanh nè. Rồi phần chanh mình cũng cắt xong rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình ướp cá nè. Mình cho một muỗng bột ngọt nha. Và sau đó mình cho cái phần muối và đường nè. Mình cho một muỗng nước mắm luôn. Sau đó mình cho một tí xíu dầu ăn. Rồi một tí xíu tiêu nữa. Tỏi với lại hành tím băm mình cho vô luôn. Và sau đó mình trộn đều cái hỗn hợp này lên nè. Rồi sau đó mình mang cái bao tay vô nè. Mình sẽ cho cái gia vị lên cái bề mặt của cá nè. Và sau đó mình massage đều trên cái con cá này để cho nó thấm gia vị nha. Rồi như vậy mình cũng ướp cá xong rồi. Mình sẽ để thấm. Và sau đó mình cho ra cái dĩa nè để mà mình hấp nha. Mình hấp đây là mình hấp cách thủy nha mọi người. Rồi mình trải một lớp sả ở dưới cái dĩa nè. Sau đó mình để những cái cọng hành mà mình đã cắt khúc rồi đó, mình lót lên dĩa luôn. Rồi mình cho những cái lát chanh mà mình đã sắc ra đó, mình cho dòng trên cái dĩa cá luôn nha. Rồi sau đó cá của mình cũng thấm rồi nè. Mình sẽ đặt cái con cá lên nè. Mình cho cái nước ướp cá lên cái thân con cá luôn nha. Sau đó mình rắc những cái lát hành tím mình đã sắc lên luôn nè, để mình tạo thêm cái mùi thơm cho cá nha. Rồi sau đó mình cho vài lát chanh trên cái bề mặt của cá nè. Rồi mình cho những cái lát ớt mình trang trí trên cái bề mặt của cá luôn nè, để mình hấp nó sẽ thơm hơn nha. Nhà mình không có trẻ con thì mình cho ớt lên, còn nhà nào có trẻ con thì mình khỏi cho ớt nha.
Rồi như vậy cái phần cá của mình cũng được rồi nè. Bắt đầu mình cho lên cái nồi để mà mình hấp cách thủy nha. Cá ở đây là mình hấp khoảng chừng 20 phút là cá chín nha. Tại vì bây giờ là mình cũng bắt cái nồi nước lên, nó sôi cũng khoảng tầm 5 phút rồi đó. Thì mình cho cá vô thì nó sẽ chín lẹ nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè mọi người. Trang trí rất là bắt mắt luôn nha. Mình trang trí đẹp á, mình cũng tăng thêm cái độ ngon của cái món ăn nữa đó mọi người. Rồi như vậy mình bắt lên bếp mình hấp cách thủy nha. Rồi mình sẽ đậy nắp lại thì mình hấp. Sau một hồi á thì khoảng chừng 20 phút á thì cái phần cá của mình cũng chín rồi nè. Wow, rất là thơm luôn nè mọi người ơi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nha. Wow, khói nó bốc lên mờ màn hình luôn mọi người ơi. Rồi thì mình lấy xuống nè để mà mình trang trí lên cái phần cá nữa cho nó nhìn nó bắt mắt và nó ngon hơn nha. Rồi mình để đây. Thì mình có chấm kèm với lại nước mắm chua ngọt nha mọi người. Thì mình làm ở đây là một muỗng nước mắm, một muỗng nước. Và sau đó là mình cho thêm tí xíu đường, tí xíu bột ngọt vô. Hoặc là mình không dùng bột ngọt cũng được nha mọi người. Cho tí xíu chanh nữa là được rồi. Rồi cái phần cá này á, là bây giờ bắt đầu mình cho cái lá chanh đó mọi người. Mình gắt lên một tí xíu lá chanh nè. Sau đó mình trang trí dài cái lát chanh lên nữa. Nhìn cho nó đẹp mắt nè mọi người. Ở đây mình dùng kèm với lại rau nè, rau sống, dưa leo, cải xà lách thì nó rất là ngon nha. Và sau đó là mình cho thêm vài cọng ngò rí lên trên cái bề mặt của cá nè mọi người. Cá này á, mình dùng mình ăn cơm nè, hoặc là mình cuốn với lại bánh tráng, bún rồi đó mọi người. Cũng rất là ngon nha, rất là hấp dẫn luôn. Rồi như vậy mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng nhau vào bếp và làm những món ăn ngon để cho gia đình mình thưởng thức nha. Thôi mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cô chú anh chị và cả nhà mình luôn có những món ăn ngon trong gia đình nè. Chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Luôn dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.